Hello tất cả anh chị em, welcome mọi người đã trở lại với channel của mình. Hiện tại phái xuống của Bitcoin cũng như là một số món coin, đặc biệt là những thông tin tin tức từ thị trường cryptocurrency quan trọng ảnh hưởng trực tiếp thị trường thì mình có update ở trong channel Telegram. Mọi người có thể là join trong đó để liên tục cập nhật về những thông tin tin tức mới nhất nhé. Mình có để link ở dưới phần mô tả của video, chúng ta click vô và join trong đó nhé. Ok, và trở lại với chủ đề thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là trong vài giờ vừa qua thôi, thì Bitcoin đã có một sự hồi phục cũng khá là ok, từ vùng là 38.600 và giá hiện tại đang là 41.700, tức là đã hồi phục khoảng gần 8% rồi. Tiếp theo một số đồng altcoin, một số đồng coin nền tảng cũng đã hồi phục theo, như là đồng Ethereum cũng là 7% đúng không? Solana là 5%. Mạnh nhất thì có thể kể đến như là Luna, hệ sinh thái của Terra thì mình cũng đã nói qua rất là nhiều trong channel Telegram nhé, là nó cũng đã hồi phục rất là nhanh lên đến 20%. Đó khi mà dòng tiền họ đang đổ vào một số các đồng altcoin, đặc biệt là những đồng coin nền tảng thì mọi người biết rằng thị trường nó hồi phục thì chắc chắn là những đồng coin này sẽ được bơm vốn rất là nhanh. Cho nên là mình luôn khuyên mọi người rằng khi mà chúng ta đổ vốn vào thị trường phân bổ vốn thì chúng ta nên để vốn ở những cái đồng coin nền tảng, đồng coin tốt hoặc những đồng coin sàn, đồng coin sàn tiềm năng. Những đồng coin đó là những đồng coin mà khi mà thị trường được bơm vốn thì nó sẽ được bơm vốn đầu tiên nhé. Còn những đồng low cap thì mọi người có thể là chơi với số lượng vốn chia ra rất là nhỏ, khoảng 2-3% mà thôi. Bởi khi trong thời gian gần đây thì mọi người cũng thấy rằng là khi mà thị trường điều chỉnh thì hầu hết tất cả các đồng coin liên quan đến nền tảng thì nó cũng chỉ cùng lắm là chia đôi mà thôi. Còn những đồng coin khác mà đồng low cap thì nó sẵn sàng có thể là chia 5, thậm chí là chia 10 tài khoản của mọi người. Cho nên đừng all in vào những đồng low cap nhé. Lợi nhuận cao cũng tương đương với rủi ro cao đó. Còn đó là những đồng coin nào thì ở trên channel YouTube của mình có làm một video, đó là dấu hiệu downtrend thì không coi gì này. Mọi người xem lại video đó nhé. Ở trong đó mình nhắc cụ thể từng cái đồng coin nào thuộc bảng nào, ví dụ coin top, coin nền tảng, là coin sàn, thì những đồng coin nào mình đang follow thì mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Ok, và video này được đồng hành với cái sàn MEC, là một sàn hiện tại đang support cực kỳ là tốt. Đặc biệt có thể gọi đây là một nơi để chúng ta có thể săn hidden gem được, bởi các dự án khi mà list vào đây thì ROI cực kỳ là cao. Chúng ta có thể lựa chọn những dự án đó. Thì ở trên nền tảng YouTube của mình cũng đã thành công rất là nhiều những dự án như là Raka hoặc là SIGVA hoặc là Mogustar. Đó là những dự án hiện tại ROI cực kỳ là tốt, thì mình cũng đã update cho mọi người rồi khi mà những ai đã follow mình từ thời kỳ trước và những dự án đó thì ở trên sàn MEC nhé. Hiện tại mình cũng đang chơi trên này. Hiện tại thì sàn này đang có ở trên CH Play, chúng ta đang dùng điện thoại Android có thể tải trực tiếp ứng dụng về dùng, hoặc là chúng ta có thể dùng trực tiếp web. Đặc biệt là nếu mà anh chị em chúng ta đang dùng nền tảng của iOS ấy, thì chúng ta có thể là đợi một thời gian tới thì hệ thống đang xây dựng và họ sẽ ra cái nền tảng app trực tiếp trên iOS. Trước đây thì có rất là nhiều các vấn đề liên quan đến tải app trên iOS thì mình cũng đã update, tuy nhiên là vẫn bị cái lỗi đó là khi mà dùng một thời gian thì hết hạn ấy. Thì sắp tới chúng ta sẽ có app trực tiếp trên iOS nhé. Thì đây là một cái nền tảng sàn rất là hay, bởi vì là rất là nhiều anh chị em mà khi mà chúng ta mới vào tham gia thì chúng ta có rất là nhiều ưu đãi. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video, chúng ta có thể click vô link đó để những ai mà chúng ta chưa có đăng ký sàn trên này, chúng ta có thể là tạo tài khoản trên này và chơi trực tiếp luôn nhé. Support cực kỳ là ok và tất cả mọi thứ liên quan đến fiat thanh khoản thì rất là nhanh luôn nhé. Đó thì ở đây thì có một cái đồng coin mình muốn nhắc đến, nó đồng MX, thì mình có một cái video riêng về cái đồng MX này, về tiềm năng của nó, thì muốn xem lại video đó trên kênh YouTube của mình. Mọi người có thể thấy là trong nguyên một tuần vừa qua, là một cái tuần khá là biến động, vào một tháng vừa qua đúng không, hầu hết tất cả các đồng coin chia rất là nhiều, tuy nhiên cái đồng MX này thì không chia là mấy luôn nhé. Chúng ta có thể xem lại và sánh lại những đồng coin đó và nó tăng trưởng kỳ là tốt. Chúng ta cũng có thể xem là đây là một cái đồng coin sàn của đồng MX và cũng là một trong những đồng coin thuộc cái portfolio của mình. Mọi người có thể tham khảo thêm cái đồng này nhé. Hiện tại vốn hóa thị trường của nó cũng còn đang rất là nhỏ thôi so với đồng coin sàn, so với đồng gọi là tiềm năng về sàn đó, thì có thể tham khảo thêm cái đồng coin này. Bởi vì khi mà hold đồng MX thì chúng ta có cơ hội tham gia rất là nhiều những cái nền tảng event khác ở trên này để chúng ta có thể là kiếm thêm lợi nhuận nhé. Đặc biệt là M-Day hoặc là Kickstarter, một tháng nếu mọi người hold nhiều chúng ta có thể là kiếm vài trăm đến thậm chí là vài nghìn đô cũng có luôn nhé. Ok, thông tin của sàn MEC thì mình update cho mọi người vậy thôi. Và chúng ta sẽ trở lại với chủ đề Bitcoin ngày hôm nay nhé. Như thường lệ, mọi người cảm thấy video hữu ích hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình. Tất cả nội dung trong video sẽ là mục đích cung cấp thông tin cho mọi người về tất cả những thông tin về thị trường và đặc biệt là những cái dự án mới, và không được xem là lời khuyên đầu tư tài chính nha. Mình và mọi người sẽ cùng tìm hiểu tại sao Bitcoin lại có một cú giật từ 38.500 lên 41.700 đúng không? Và cái xu hướng sắp tới của nó đã uptrend hay chưa, hay còn điều chỉnh mạnh nữa? Ok, thì trong 24 giờ vừa qua chúng ta có thể thấy rằng là đang có gần 200 triệu đô bị thanh lý ở hầu hết tất cả các sàn. Trong đó thì những đồng coin bị thanh lý lớn nhất vẫn là Bitcoin là 90 triệu đô, hay là Ethereum là 42 triệu đô, nền tảng Phantom thì là 2 triệu đô, hoặc là AVAX thì là cũng 2 triệu đô đúng không? Trong đó thì sàn OKEX chiếm cao nhất lên đến là 73 triệu đô bị thanh lý, sàn Binance là 56 triệu đô. Lệnh bị thanh lý nhiều nhất liên quan đến nền tảng là SORT đó. SORT thì hiện tại tổng SORT bị thanh lý là 142 triệu đô và Long là 48 triệu đô.
mọi người có thể thấy rằng là phần trăm về sọt bị thanh lý cực kỳ là nhiều. Ở sàn OKX là 78% này, hoặc là sàn Binance là 64%, hoặc sàn Bybit thì là 78%, đúng không? Còn khi mà nhìn sang cái chỉ số funding rate thì chúng ta thể thấy rằng là trong 7 ngày vừa qua, funding rate ở hầu hết cả các sàn và các nền tảng coin thì đang là rất là âm, đúng không? Nên là mọi người đang sọt cực kỳ là nhiều, cho nên là sàn cũng như là các em thì họ sẽ đẩy giá để queue sọt mà thôi. Còn funding rate thì mọi người thì hiểu rằng nó là một cái tỷ lệ số tiền phải trả khi mà giá cả giữa thị trường future và thị trường spot chênh lệch nhau. Chúng ta có thể hiểu nôm na như này: khi mà giá của Bitcoin trên nền tảng của future nhỏ hơn giá của Bitcoin trên nền tảng của spot thì lúc đó funding rate sẽ là chỉ số âm và sẽ có chỉ số màu đỏ nhé. Còn ngược lại nó sẽ có chỉ số màu xanh như thế này. Còn đối với trường hợp trung tính với là trung bình ấy, thì nó sẽ có chỉ số là 0,01 và sẽ có màu đen như này. Đó, chúng ta có thể đọc thêm thông tin chi tiết ở trên các cái nền tảng Google search trực tiếp funding rate là gì nhé. Thì đó cũng chỉ là một phần mà thôi. Trong 24 giờ vừa qua chúng ta cũng thấy rất là nhiều thông tin ảnh hưởng thị trường này. Đặc biệt mình đã chọn lọc ra một số cái thông tin quan trọng liên quan đến thị trường trực tiếp luôn. Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính ông Janet Yellen về lệnh điều hành của Tổng thống Joe Biden về tài sản kỹ thuật số. Đọc thông tin chi tiết ở trên trang Bộ Ngân khố Tài chính của Hoa Kỳ nhé. Về cụ thể nội dung thì nó sẽ là cái sắc lệnh pháp hành lịch sử của Tổng thống Joe Biden về kêu gọi một cách tiếp cận phối hợp toàn diện đối với cả chính sách tiền kỹ thuật số. Và cách tiếp cận này thì sẽ hỗ trợ hầu hết sự đổi mới về trách nhiệm có thể mang lại cái lợi ích cho quốc gia cũng như là người tiêu dùng và doanh nghiệp. Nó cũng giống như là giải quyết các vấn đề rủi ro liên quan đến tài chính bất hợp pháp này, bảo vệ người tiêu dùng cũng như là nhà đầu tư. Đồng thời nó sẽ ngăn chặn các cái mối đe dọa đối với cả hệ thống tài chính và nền kinh tế rộng lớn. Đó thì mọi người có thể đọc thêm thông tin ở đây. Thì thông tin này được coi rất là quan trọng đối với cả sự tăng trưởng của Bitcoin trong những giờ vừa qua. Mọi người cũng thể thấy rằng là sau khi mà thông tin này được update ra ngoài thì Bitcoin đã tăng trưởng cực kỳ là mạnh. Trong khi thị trường đang ảnh hưởng rất là nhiều bởi những thông tin không tốt như là ngày 16 tháng 3 đây thì Fed sẽ họp và sẽ đưa ra cái thông tin tăng lãi suất lên 0,25% đối với thị trường tiền tử, đúng không? Và theo ngân hàng JP Morgan, họ dự báo về cục dự trữ liên bang Mỹ Fed có thể là tăng lãi suất lên đến 9 lần trong 9 cuộc họp tiếp theo, và mỗi một lần thì tăng 0,25% từ nay cho đến đầu năm sau. Họ làm như vậy thì họ nhằm kiểm soát về tình hình lạm phát cũng như là trong bối cảnh về cái chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ là CPI ở tháng 1 vừa qua thì tăng lên kỷ lục, đúng không? Đang chứng kiến gọi là mức tăng cao nhất trong 40 năm vừa qua. Ngoài bên đó thì thông tin về căng thẳng chính trị giữa hai quốc gia đó là Nga và Ukraine thì càng gay gắt hơn, ảnh hưởng trực tiếp đối với nền kinh tế thế giới nói chung và đặc biệt là nước Nga nói riêng. Và mình cũng đã nói điều đó trong video trên kênh YouTube của mình, ta có thể để xem lại video đó nhé. Và hiện tại rất là nhiều quốc gia trên thế giới đưa ra lệnh trừng phạt Nga về hết tất cả các mảng, trong đó cả internet và cả tiền điện tử nữa, làm ảnh hưởng cực kỳ nhiều đối với thị trường tiền tệ nói chung và thị trường crypto nói riêng. Giá vàng và giá dầu liên tục tăng trưởng, trong khi đó thì Bitcoin cũng như là thị trường chứng khoán thì liên tục đỏ máu. Theo thông tin cập nhật thì hiện tại Nga đã chiếm giữ được Kherson là một tỉnh ở vùng duyên hải ở phía nam của Ukraine, cũng như là Kherson là một thành phố quan trọng về mặt chiến lược và là một cái cảng quan trọng ven biển của Ukraine và rất là nhiều tỉnh quan trọng khác của quốc gia này. Và hiện tại thì người dân họ cũng đang rất là lo sợ về cái tình hình chiến sự của hai quốc gia này, đặc biệt là một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra. Nó làm ảnh hưởng cực kỳ là nhiều đến đời sống của họ, cho nên là họ sẽ cần phải cắt out cái tiền ở hiện tại đang lưu trữ ở trong nền tảng crypto ra để có thể là chống chọi lại cái tình hình kinh tế hết sức phức tạp này. Nên là theo cá nhân mình nhận định á, về xu hướng của Bitcoin trong thời gian sắp tới á, thì chắc hẳn là nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh nữa về sâu ở cái vùng là 28.900 đến 33.000. Tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải theo dõi về thông tin thị trường, đặc biệt là các cái chỉ số on-chain khác để chúng ta có thể là nhận định về Bitcoin. Còn việc tăng hay giảm thì không ai có thể đoán trước được điều gì cả. Đây chỉ là nhận định cá nhân của mình thôi mọi người nhé. Còn về cái xu hướng dài hạn ấy, thì mình cũng tin tưởng rằng là trong năm nay thì Bitcoin cũng sẽ đạt được rất là nhiều các ETH mới, đặc biệt là các đồng altcoin thì cũng tăng trưởng theo. Bởi lệnh trừng phạt của Nga cũng làm cho rất là nhiều quốc gia họ nhìn thấy cái tiềm năng của thị trường điện tử, có nghĩa là họ có thể là trốn tránh được bởi rất là nhiều các cái lệnh trừng phạt khác, đúng không? Ok, và cuối video này mình sẽ bổ sung thêm cho mọi người về những điểm vào của một số đồng coin, đặc biệt là những đồng coin nền tảng nhé. Chúng ta sẽ đến với đồng đầu tiên, đó là đồng Dot đi. Đồng Dot chắc hẳn rất là nhiều anh chị em quan tâm, đúng không? Đang giao dịch ở vùng giá là 17,89 đô. Thì mọi người có thể là bắt lại khi thị trường điều chỉnh ở những vùng giá như là 14 đô này, 11 đô này và vùng giá tiếp theo là 7,5 đô nhé. Đồng tiếp theo là đồng Celo. Đồng Celo thì hiện tại đang là 2,85 đô la. Hôm trước anh chị em là nếu mà bắt lại vùng 2,2 đô thì chúng ta có thể là hold cũng được. Hoặc là mọi người muốn mà target ra ở sóng gần này á, thì mọi người có thể là cắt out ra ở vùng là 3,2 đô nhé. Thì chúng ta có thể là tiếp tục cầm vốn đó để DCA khi mà thị trường điều chỉnh. Ở vùng giá tiếp theo là 2,2 đô và 1,7 đô. Tuy nhiên đối với đồng Celo thì hiện tại đang chết đáy rồi. Thì mọi người có thể là những ai mà chúng ta đã bắt được ở vùng giá là 1x á, đặc biệt là vùng 2,2 đô hôm vừa rồi đó, thì chúng ta có thể là hold dài hạn cũng được nhé. Bởi vì trong những đồng coin nền tảng mạnh follow như đồng Solana, đồng Near hay đồng Celo á, thì hầu hết đều IDO thành công ở trên Coinlist. Và hiện tại sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất tới điểm hiện tại đây thì đồng Celo chưa tăng trưởng nhiều đâu. Và tiếp theo đó là đồng Near, rất nhiều anh chị em đang ôm đúng không? Thì chúng ta đang thấy là nó đang giao dịch ở vùng giá là 11,1 đô. Mọi người có thể là cắt out bớt ra ở vùng giá là 12 đô cho đến là 14 đô nhé. Còn đối với thị trường mà điều chỉnh thì chúng ta có thể bắt lại vùng giá là
8,2 đô này, 6,5 đô và 4,6 đô. Đó là những vùng giá chúng ta có thể đặt được. Một số đồng coin khác thì mình sẽ update ở trên channel Telegram. Khi mà chúng ta có nhu cầu, chúng ta có thể comment vào trong đó, mình sẽ trả lời cho mọi người nhé. Ok, thì qua phương án này mình và mọi người đã cùng phân tích về cái xu hướng của Bitcoin. Tất nhiên là những cái thông tin đó thì không thể nào nói lên được là Bitcoin tăng hay là giảm trong thời gian sắp tới, đúng không? Và mình không nhận định là cụ thể được cho mọi người. Mọi người có thể là theo dõi tiếp tục những kênh channel của mình để liên tục cập nhật những thông tin tin tức. Đặc biệt là có cái thông tin gì quan trọng thì mình sẽ update sớm cho mọi người ở trên channel Telegram hoặc là trên YouTube trực tiếp luôn nhé. Mọi người cảm thấy video hữu ích để lại một like, một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Có gì không hiểu hoặc là bổ sung thêm thì mọi người có thể là comment ở dưới phần bình luận video nhé. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở những video sau.